ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can điều tra về hai hành vi tổ chức tấn công bạc và đánh bạc. Liên quan đến vụ tổ chức tấn công bạc xảy ra tại câu lạc bộ thuộc khách sạn trung tâm trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, số tiền cảnh sát đã chứng minh trên chiếu bạc là hơn 445 triệu đồng. Nhóm người bên trong sòng tài xỉu. Cảnh sát xác định 5 người có dấu hiệu của hành vi tổ chức tấn công bạc, 6 người có dấu hiệu tấn công bạc. Sau đó, cảnh sát đã tạm giữ hình sự 7 người, gồm Trần Đức Mỹ, Nguyễn Hải Đăng, Lê Hoàng My, Quỳnh Thanh Phong, Trần Hoàng Nam, Võ Thị Hạnh và Trần Thanh Sang để củng cố biển sơ điều tra. Trước đó, vào khuya 15:11, Công an thành phố Cần Thơ đã tóm quả tang điểm lắc tài xỉu tại số 2 đường Hai Bà Trưng. Tổng cộng có 43 đối tượng tham gia, tiền trên chiếu bạc 75 triệu đồng, 4 bộ lắc tài xỉu, 33 hộp xí ngầu và thùng đựng tiền sâu có khóa.